Vitamin B Omega Junior, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cho trẻ vừa ăn dặm vừa xem iPad, điện thoại là thói quen của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm, có thể khiến bé bị suy giảm thị lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập và chất lượng cuộc sống của bé sau này. Bé nhà mình đã bị cận thị, phải đeo kính cho bé rồi. Vậy làm thế nào giúp trẻ có đôi mắt khỏe? Em ơi, có một sai lầm mà bao nhiêu lâu nay anh với em phải, đó là cho con coi tivi và điện thoại quá nhiều. Làm cái gì mà quá lên vậy? Em thấy biết bao nhiêu con nít nhà người ta cũng vừa ăn vừa xem tivi có gì đâu. Giảm thị lực thì mình tìm cách mình cải thiện thôi. Cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa đưa ra giải pháp giúp phòng ngừa suy giảm thị lực ở trẻ. Mình thấy thường thường em bé khi mà nó ăn hoặc là nó thích cái gì rồi thì nó sẽ chăm chú nhìn, áp sát rất là gần luôn, và trong thời gian rất lâu thì như vậy là sẽ làm cho suy giảm thị lực nè, có những cái tật khúc xạ, tổn thương cái võng mạc, về lâu về dài chắc chắn là không tốt chút nào hết. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề trẻ vừa ăn dặm vừa xem iPad, điện thoại có nguy cơ giảm thị lực, phát sóng vào lúc 12:50 Chủ nhật ngày 23 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.